Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp vào video chuyện ma số 88 để nghe một câu chuyện của chị Nhung gửi về từ Kiên Giang. Đây là một cái chuyện mà xảy ra trong gia đình dòng họ của chị, cũng đã phải hơn 20 năm rồi. Thì đó là một cái tấn bi kịch đã xảy ra. Và chị nói là nó giống như cái câu mà người tổn thương lại đi tổn thương người khác á. Ngày đó là cái thời điểm xảy ra chuyện đó, là chị hơn 20 thôi, đã lập gia đình rồi. Chị có một cái ông anh bà con bạn dì ruột, có nghĩa là má của cái anh đó thứ tư thì má chị Nhung là thứ sáu. Chị với cái anh đó thân nhau lắm. Chị lập gia đình thì về bên chồng ít tới lui, nhưng mà anh đó thì vẫn cứ thường xuyên qua thăm vợ chồng chị. Ảnh tên là Minh, anh Minh. Thì gia cảnh nhà ảnh, nhà của dì Tư khá giả. Ảnh thì đẹp trai, vui vẻ mà giỏi nữa. Nói chung ảnh là một cái hình mẫu lý tưởng của mấy cô gái mơ ước lúc đó đó. Cái năm xảy ra chuyện thì ảnh mới có 25 thôi. Nhưng mà ở quê mà 25 bằng tuổi anh thời đó là người ta đi lấy vợ hết rồi. Anh thì vẫn chưa, tại vì anh quen một cái cô gái đó nhỏ hơn anh tới 5 tuổi lận, cổ đang học sư phạm. Thì dự tính là hai người khi nào mà cô đó tốt nghiệp xong rồi xin về quê dạy ổn định rồi thì mới cưới nhau. Mọi thứ nó đang đi đúng như dự định vậy đó. Thì đùng một cái anh Minh ảnh sanh bệnh. Mới đầu vợ chồng chị tưởng là ảnh kẹt công chuyện gì đó không có qua chơi được. Nhưng mà sao thấy lâu quá ảnh không có ghét. Chị về bên nhà hỏi thăm má chị, thì má nói là anh Minh lóng rài, anh bệnh không có mần ăn gì được hết trơn á. Thì nghe sốt ruột, cho nên hai vợ chồng mới quyết định xuống thăm anh Minh. Hai nhà cũng ở gần, không có xa nhau lắm đâu. Mất một ít thời gian đi xuồng là tới. Thì qua tới nơi thì thấy anh Minh anh nằm vào vào trên võng, cũng không có khác mấy. Mình đi tới mình hỏi thăm thì anh cũng ngồi dậy được, nói chuyện tươi tỉnh lắm. Nhưng mà mình biết là anh có mệt trong mình. Hỏi thì anh nói là anh bị nhức đầu thôi à, không có bị gì khác hết trơn á. Nhưng mà cái nhức đầu này nó không có lúc nào mà nó ngưng hết. Anh uống thuốc giảm đau cũng không thấy khả quan. Đi khám bác sĩ cũng không biết nguyên nhân gì, cũng lại cho thuốc giảm đau về uống tiếp. Cỡ một tháng sau nữa thì vợ chồng chị Nhung mới qua lại thăm anh Minh. Thì lúc này hết nhìn ra ảnh rồi. Ta nói anh ốm rút trái mà đau đớn dữ thần lắm. Mỗi lần lên cơn đau là anh đập đầu vô tường không á. Ở nhà phải cắt cử một người kè kè kế bên anh vậy đó, canh mấy cái lúc dậy thì ôm anh lại. Nhìn thấy cảnh đó anh ta nói đứt ruột vô cùng. Hồi xưa đẹp trai vậy đó mà bây giờ thân tàn ma dại. Chị thấy anh Minh vậy thì chị mới tự nhiên nảy ra một cái suy nghĩ ở trong đầu là vậy nè. Chị mới kéo dì Tư đi ra sau nhà nói chuyện. Rồi hai dì cháu mới chở nhau đi kiếm thầy để coi. Tại vì nếu mà bệnh vật giả vậy mà bác sĩ không tìm ra nguyên nhân thì chỉ có một trường hợp thôi. Cái thời đó thì thầy bà nhiều, nhưng mà hai dì cháu đi tới đâu người ta cũng nói anh Minh bị yếm rồi. Bùa này độc lắm, không có cách giải được. Dì Tư nghe bà muốn xỉu luôn tại chỗ không à. Bà đi bà khóc từ chỗ thầy này qua chỗ thầy kia. Tới một hồi có một cái bà thầy, bà coi, bà biểu là bây giờ dì Tư về nhà suy nghĩ lại coi. Gần đó nó có cái ông thầy nào mà nổi tiếng nhất thì kêu ông giúp cho. Về suy nghĩ nát nước luôn. Bà nhớ ra là có một ông thầy nổi tiếng gỡ bùa ở xứ này. Tên là Tư Dạng. Ông nổi tiếng làm bùa phép, hay là còn nổi tiếng với cái chuyện là ăn tiền cắt cổ của người ta nữa. Có nghĩa là cha này ham tiền, nó thẳng vậy. Cứ có tiền là làm.
người ta nặng cỡ nào mà không có đủ tiền á, ổng cũng đuổi về. Chớ hề động lòng một chút nào, dù có năn nỉ ỉ ôi quỳ lại cỡ nào cũng vậy. Thì nhớ ra ông này, dì Tư bà mới gấp rút đi qua đó liền. Thì qua đó nói sơ hoàn cảnh tên tuổi của anh Minh xong, dòm cái thái độ ông khác liền. Ông lắc đầu, ông kêu dì Tư về đi. Cái vụ này có cho vàng chất thành núi, cô không có cứu được. Dì Tư không có nghĩ tới là ông Tư Vàng cũng chịu bó tay như vậy. Nhưng mà cuối cùng nói qua nói lại thì ổng nói thẳng luôn là ổng là cái người Yến Minh Minh đó. Người ta đưa cho ổng 5 cây vàng, ngày tháng năm sinh với hình của anh Minh đó. Rồi muốn ổng phải thư cho chết, mà phải chết là theo cái kiểu chết từ từ, đau đớn kéo dài. Ổng nhận vàng rồi ổng yếm bằng bùa cá lóc. Xài tới cái bùa này thì có trời mới cứu nổi ai mà gỡ được. Theo như dân gian truyền lại á, thì bùa cá lóc là một cái loại bùa mà cái người thầy pháp thư yếm vô trong tấm hình của cái người mà họ muốn yếm, rồi cuốn lại nhét vô trong bụng con cá lóc, đem tới thả nó xuống sông, cho tới khi nào con cá lóc nó chết vì bất kỳ một nguyên nhân gì thì số mạng của người bị yếm cũng từ đó mà định sẵn là sẽ chết. Trời ơi, dì Tư khóc hết nước mắt. Biết ổng là người hại con mình rồi, nhưng mà vẫn phải cắn răng và hỏi cho ra là ai mà làm ra cái chuyện thất đức như vậy. Lúc này ông thầy ổng nói ra một cái mà dì Tư bà muốn phát điên lên luôn đó. Bạn gái cũ anh Minh, cô này tên là Thấm, thì trạc tuổi với anh Minh, hai người quen nhau cũng cả năm trời. Nhưng mà tánh tình cái cô này kỳ quá, cô không có biết tôn trọng người khác, kiểu như khinh người ta ra mặt luôn vậy đó. Anh Minh anh góp ý nhiều lần rồi mà Thấm vẫn không có thay đổi gì, cho nên cuối cùng thì anh mới nói lời chia tay. Thì nhà Thấm giàu mà, cho nên cái tánh khí động đảnh ăn vô máu rồi, mà tánh nết vậy chắc cũng không có ăn ở với nhau lâu bền được. Anh Minh anh chia tay với cô Thấm này tới 2 năm sau anh mới quen người khác. Nhưng mà không biết làm sao, chắc còn thương hay là ghét gì đó, thù hận anh Minh, rồi cuối cùng ra tay tàn độc vậy đó. Khỏi phải nói cái từ phản ứng của bà dì Tư hả, dữ dội tới mức nào. Bà không làm gì được ông Tư Vạn, thì bà đi ăn thua đủ với cái đứa hại con của bà. Chị nói lúc mà qua tới nhà của cái cô Thấm đó đó là tối rồi. Dì Tư dĩ quậy banh ta long lên luôn. Thì nói nào ngay tánh nết dì Tư bình thường cũng thuộc dạng dữ, rồi bây giờ sót con nữa, bà quậy tưng lên luôn. Quậy mà nhà hàng xóm chung quanh nguyên một xóm bu lại coi đông nghẹt. Cái bà Thấm này ban đầu chối, nhưng mà dì Tư bà nói là ông Tư Vạn khai hết rồi, mày đừng có chối. Cổ bắt đầu tái mặt đi. Cô này cổ riêng chứ không có ở chung với ba má cổ, dân làm ăn kinh doanh mà, cho nên sống cũng thoải mái lắm. Rồi sau khi bị dì Tư chửi một hồi, bà tức lên, bà nhận là bà làm. Bà kêu dì Tư giờ báo công an bắt đi. Mà công an nào giải quyết mấy cái chuyện này. Dì Tư bà xong vô bà đánh bà Thấm luôn. Nhưng mà Thấm này bà đóng cửa khóa trốn luôn trong nhà. Về nhà dì Tư bà bệnh mấy ngày trời vì uất ức. Anh Minh thì anh hiểu yếu dữ lắm rồi. Cô bạn gái của anh xin nghỉ học về chăm nom cho anh mấy ngày cuối đời luôn. Anh chết anh đau đớn lắm, người cứ khô quắc à. Anh cứ kêu là ba ơi, má ơi, rồi mi ơi, nhung ơi. Anh kêu tên mấy người mà anh thân thuộc nhất trên cuộc đời của anh. Chị Nhung nói cho tới bây giờ chị vẫn còn ám ảnh cái tiếng kêu đó của anh Minh. Nó thê lương mà nó đau xót gì đâu. Tưởng đâu là vậy rồi cũng ngậm đắng nuốt cay cho qua rồi. Nhưng mà không có đâu. Cái cô Thấm đó cô chết sau đó chừng 3 tháng.
mà cổ chết kinh hoàng vô cùng. Cổ đi đâu đâu ở bằng xuồng máy, mà không may cái xuồng đó nó bị tai nạn, nó lật. Ai cũng không sao hết. Nhưng mà tới lúc lên bờ được hết trơn, kiếm thì không thấy cổ đâu, mà thấy ở khúc giữa sông nó loang loáng ra cái màu đỏ. Mọi người hết hồn mới nhảy xuống mò, thì mò dính cổ nhanh lắm, nhưng mà chết từ đời nào rồi. Ta nói cái chân dịch nó chém vô cái đầu nát bét luôn, không còn một cái gì, bay nhầy một cục. Lúc vớt lên mà cái màn, có một cái màn dáng mở nó loang loáng mặt nước, nhìn thiệt ám ảnh suốt đời luôn. Người ta nói là cái máy á, chân dịch nó chém trúng cô Thắm, mà chân dịch nó quấn một nùi tóc trong đó nữa. Bà má cổ xuống nhận về khóc la quá trời luôn. Nhưng mà dân chung quanh á, sau cái sự vụ đợt trước, người ta biết, người ta nói là bị quả báo, tại vì hại chết anh Minh nữa. Sau cái sự vụ mà dì Tư kiếm mà cổ á, thì sau đó thì không ai mà không biết chứ. Bởi vậy cổ chết thảm vậy chứ không có mấy người sót. Người ta còn chửi là đáng đời, làm con gái gì mà sao ác độc quá trời quá đất à. Rồi thêm một chuyện nữa khiến cho dân trong vùng đó không ai ngờ tới luôn. Ông thầy Tư Dạng, ông bị điên. Ông chạy lòng vòng trong xóm, ông la hét giáng trời luôn. Lúc thì cười, lúc thì khóc, lại lục gian xin tha các kiểu luôn. Gia đình vợ con ổng nhiều lần đem ổng về nhà thì ổng cũng trốn đi, cứ ngủ bờ ngủ bụi vậy đó. Có khi đi vô nhà người ta kiếm chuyện sanh sự rồi bị người ta quánh muốn chết luôn. Có lần ổng nổi cơn, ổng chạy về nhà ổng đốt nhà, mà mai sao mà vợ con phát hiện ra kịp, mới hô quán lên chữa cháy. Rồi nản quá hay sao đó mà người nhà cũng bán đất bán nhà bỏ xứ đi, có đem ổng đi theo. Nhưng mà đâu chừng hơn tháng là ổng quay lại đó, ổng lấy ổng lót tót đi về. Mặt mày trầy trụa, quần áo thì tả tơi hết. Người ta mới nói nhỏ với nhau là nghiệp của ổng tới rồi, chắc là không còn bao lâu được. Mà thiệt, lây quay không thấy ổng đi lang thang chừng từng, thì có người chài cá phát hiện ra ổng chết sình tấp vô cái bờ đất quan. Hai mắt với hai tay của ổng không biết cá hay con gì nó cắn nha, mà mất tiêu à. Nhìn kinh sợ lắm. Rồi chính quyền cũng báo cho người liên hệ với gia đình của ổng để đem ổng đi thiêu rồi gửi lên chùa. Từ đó nhà ổng không thấy ai xuất hiện. Nhưng mà có mấy người cũng có biết á, người ta nói về sao nhà nó tanh bành hết á. Người thì chết, người còn lại thì nghèo xác nghèo sơ, không ai có cuộc sống an ổn được hết. Âu chắc là cái nghiệp mà ông Tư Dạng ông gây ra, nó giận vô gia đình của ông. Người ta làm thầy thì hiền lành, biết giúp đời giúp người. Tuy vẫn là cái nghiệp làm thầy, nhưng mà khác hẳn so với cái nghiệp không Tư Dạng này. Rồi mọi chuyện bẵng đi cho tới năm 2005, thì dì Tư phát bệnh. Dì cứ bị đau nhức mình mẩy mà không sao trị cho hết. Người nhà đòi đưa dì lên thành phố để điều trị, nhưng mà dì nhất quyết không là không. Dì chỉ cười, dì nói là tao biết bệnh của mình mà, cho nên đừng có ai lo cho tao, chừng nào tới số rồi tao đi thôi. Dì còn nhấn mạnh là tao có chết tao cũng không có hối tiếc chuyện gì hết. Ai cũng rầy, không có cho dì nói bậy bạ vậy, thì dì chỉ cười thôi. Kéo dài được khoảng nửa năm thì chị Tư bắt đầu trở nặng. Dì nói là nó đau nhức đầu trong xương tủy như có con gì ăn luồn ở trong. Nó đau mà nó ngứa, nó râm ran, nó rột rẹt vậy đó. Dì nói mà dì khóc. Dì nhớ lại thì dì nói là chắc là anh Minh hồi xưa ảnh cũng đau đớn như vậy nè. Chị Nhung thì lại thấy nghi. Chị nói không ấy gì đi coi thầy đi. Nhưng mà dì Tư không chịu. Thái độ của dì Tư khó chịu lắm. Ai mà khuyên vậy là dì nạt, dì chửi luôn á. Dì nói kệ dì đi, đừng có làm rộn. Thì anh Minh còn một người em gái nữa,
Cái chị này đang có chồng mà làm trên Cần Thơ, cuộc sống đang êm đềm lắm. Đùng một cái chồng chị điện về nhà báo khóc lóc là chị chết rồi, mà chết nhảy lầu. Không có ai tin được cái sự kiện nó lại xảy ra như vậy. Hai vợ chồng sống hồi nào giờ hòa thuận, không hề có xích mích, công việc cũng đang ổn định, còn đang chuẩn bị lên chức nữa. Chị không để lại bất kỳ một lời trăn trối gì. Chị biết là mấy ngày trước nghe chị than với bạn thân của chị là hễ nằm xuống thì lại thấy nghe cái giọng nói lạ lắm, rủ chị đi chết. Chị bạn kia thấy không ổn mới bàn là thôi hai đứa đi chùa đi, thử coi làm sao. Thì tính chủ nhật này không có làm việc thì hai người đi nè. Ai về đâu tối thứ bảy là chị lên sân thượng nhà mình chị nhảy xuống. Chị Tư suy sụp hẳn đi. Chị yếu lắm đâu thế nào đi dự đám tang của con nổi đâu. Chị nằm một chỗ mà đấm ngực khóc than vậy đó. Chị nói là tội của dì thì dì chịu, chớ sao bắt con dì gánh như vậy. Do tổn thương trong cái lúc mà bệnh tật, tổn thương tinh thần vậy cho nên là sức khỏe nó xuống dốc không phanh. Tới một lúc thì dì Tư nằm thiêm thiếp không có ăn uống gì được nữa. Mọi người chỉ có thể đút cháo cầm hơi thôi. Cho tới một cái bữa đó tự nhiên dì Tư ngồi dậy, tỉnh, tươi tỉnh dữ lắm, gọn hơ. Dượng Tư ông thấy vậy ông liền, ông kêu liền. Ông kêu hết anh chị em trong nhà về thăm dì lần cuối đi. Ai cũng hiểu là dì đang hồi dương phản chiếu đó. Chờ cho mọi người đông đủ, dì Tư mới ngồi trên giường ăn cháo và kể lại câu chuyện của mình. Câu chuyện mình đã làm từ sau cái chết của anh Minh. Dì nói thản nhiên như là kể một câu chuyện bình thường vậy đó. Nhưng mà người nghe thì người nào người nấy dựng hết óc cục lên. Dì kể là sau khi anh Minh chết, dì uất ức. Tại sao mình biết rõ ràng cái đứa giết con mình mà mình không làm gì được nó? Bây giờ động tay động chân thì bị thư kiện tra mình lãnh phần thiệt. Nhưng mà không để cho con mình chết oan ức như vậy. Lúc đó dì nghĩ như vậy. Dì đưa ra một quyết định. Dì gom hết vàng bạc mà dì đã dành ra. Lợi nhà ông Tư Dạng, bướng ổng thư cô thắm y như ngày trước ổng thư anh Minh. Mấy cái thứ cần thiết như hình hay là ngày sanh tháng đẻ của cô thắm thì quá đổi bình thường để lấy rồi. Dù gì thì hai người đó cũng quen nhau một thời gian dài mà. Thiếu gì những cái hình chụp chung. Dì phải mất 8 cây vàng mới năn nỉ được ông Tư hạ bùa lên người của thắm. Ổng cũng xài loại bùa cá lóc theo yêu cầu của dì Tư. Nhưng mà dì Tư bởi dành cái phần thả con cá xuống sông. Trước khi về dì còn xin ổng một lá bùa. Dì nói là làm vậy là rồi là sợ người nhà của cô thắm thư yếm là dì, cho nên làm vậy đề phòng. Thì ổng lúc đó ổng cũng không có nghĩ gì, ổng cũng hòa cho dì một lá bùa. Dì đem cái con cá nó ra mé sông không có thả xuống nước, mà cầm cái cây đập như đầu cái con cá nó luôn, rồi mới quăng xuống sông. Cái cốt yếu là muốn con thắm nó phải chết cho nhanh gọn. Còn lá bùa của ông thầy Tư dì đem về ém ở dưới cái đít lò củi. Cái này thì dì nghe được từ bà ngoại thôi. Dì nói là hồi nhỏ ngoại hay kể mấy ông thầy bùa mà bị chơi cắt cớ thì dễ bị quật điên khùng lại lắm. Chỉ cần người ta xin bùa về xong ém dưới đít lò hoặc là liền xuống cầu tiêu là coi như ông thầy đó cũng tiêu luôn. Nhưng mà phải là cái vía mạnh mới gánh được cái chuyện đó, chứ không là cái người làm là bị quật á. Chị nói lúc đó tao đâu có sợ gì nữa, tao quẫn trí rồi, tao đâu còn gì để mất nữa. Vì chấp nhận bị quả báo vì hạ bùa người khác, chấp nhận bị bùa phản nếu có cái gì bất trắc xảy ra. Vì chấp nhận hết miễn sao trả được thù cho anh Minh thôi. Chỉ có một thứ làm cho dì hối hận, đó là đã làm liên lụy tới gia đình của mình. Dì sợ, bắt đầu sợ từ sau cái chết của chị Út.
Rồi ngoài dì ra, ngoài con chị dì ra, thì sẽ tới một người nào đó khác nữa. Mọi người tới lúc đó nén khóc an ủi dì nhiều lắm. Hai ngày sau thì dì đi. Đi vật vã, đi đau đớn quằn quại, tới nỗi đập đầu vô tường không luôn. Đó là cái câu chuyện của gia đình chị Nhung đã xảy ra như thế đó. Chị nói đời người sao mà vô thường quá. Tìm mọi cách để hại người ta mà đâu có biết được cái hậu quả mà mình nhận lãnh nó còn ghê gớm hơn nữa. Gia đình sau này chỉ còn lại có mỗi Dượng Tư à. Kinh tế cũng đi xuống dữ lắm. Âu cũng là những cái gì đó còn sót lại của cái nghiệp quả. Thì thật ra nếu mà chúng ta không nằm là người trong câu chuyện, không phải là dì Tư, không phải là anh Minh, thì chúng ta có thể dễ dàng nói rằng những cái câu chuyện về nghiệp quả, hại qua hại lại, quan quan tương báo, biết bao giờ mới dứt. Thật sự để đắc ngộ được những cái lý tưởng kiểu như vậy không phải là dễ. Và đặc biệt đối với cái chấp niệm của con người ta, và đặc biệt nhất là chấp niệm của những người mẹ thương con. Tình mẹ đối với con thì bất chấp luôn tất cả, không có cần biết là nhân quả báo ứng hay là cái gì hết. Bởi vì trong câu chuyện của dì Tư, chắc là khi kể ra, khi đem kể ra, hoặc là qua góc nhìn của chị Nhung là một người cháu trong nhà, nhưng mà chị Nhung qua góc nhìn của chị thì chị thấy là cuộc sống vô thường như thế nào đó. Nhưng mà nếu mà thực sự đặt ở góc nhìn trong câu chuyện của ba người, dì Tư, anh Minh và cô Thắm đó, thì chắc là cái người nhận được nhiều sự đồng cảm nhất là dì Tư, có phải không? Dì là một người mẹ, và dì đã đánh mất con mình theo cái cách nghiệt ngã như vậy, thì đừng trách dì. Thì dì làm gì gánh mà. Dì đâu có bắt ai phải gánh. Chỉ là dì không ngờ là đến cuối cùng đứa con gái út của dì cũng phải gánh dì, tại vì cái nghiệp nó đã lớn lắm rồi. Bởi vì cái gì thì gì, đôi khi trong cái lúc trà dư tủ hậu, hay là trong những cái lúc bình thường, những cái con người không có trực tiếp xảy ra câu chuyện, thì chúng ta có thể dễ dàng đưa ra lời khuyên. Chứ còn có những người trong cuộc, và đặc biệt là những cái chấp niệm của một người mẹ, là cái tình yêu thương của người mẹ dành cho con mình, thì họ cư xử hoàn toàn theo bản năng của tình thương người mẹ thôi. Mà lúc đó cái lý trí của một con người bình thường, lý trí giữa nhân loại, giữa đồng loại với nhau, nó không còn quan trọng nữa. Vậy cho nên là trong câu chuyện này, đối với Huy, Huy chốt lại, đối với cá nhân Huy, dì Tư đáng thương hơn đáng trách. Rồi, chúng ta chốt lại video chuyện ma, đóng lại video chuyện ma số 88 ở đây. Hẹn gặp lại quý bà con ở video chuyện ma sau nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.